Chào các bạn, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2. Tôi có một câu chuyện mà tôi mong rằng sau khi nghe xong, những người đang theo đuổi lý tưởng sẽ vững tin hơn, những người còn hoài nghi sẽ hiểu rõ hơn, và những kẻ chống đối hãy ngồi im một chỗ để mà lắng nghe. Đó là về lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi. Trước tiên thì tôi nói với các bạn rằng mọi lý tưởng ở trên đời này đều là viển vông. Bất kể lý tưởng của một đảng phái, của một tôn giáo hay là của ai đó. Bởi vì đã nói tới lý tưởng là những thứ gì rất xa vời. Đấy. Hiểu không? Xa vời nhưng không có nghĩa là nó sai. Đó. Tôi nói ví dụ như Thiên Chúa giáo hay Đạo Phật. Thiên đường có thật không? Rõ ràng chúng ta có thể cười là ồ, thiên đường làm sao có thật? Cõi Phật cũng chỉ là cái thứ mà con người tưởng tượng ra chứ làm gì có thật. Nó viển vông không? Đúng, nó viển vông. Nó sai lầm không? Không, nó không sai. Đó là cái điểm mà hướng con người ta tới cái tốt. Tôn giáo hướng con người ta tới làm cái thiện, làm cái tốt, theo đuổi những cái việc làm mà người ta khuyên răn con người sống làm sao để mà đừng có như vậy gây hại cho ai, rồi là làm những việc tốt, rồi biết thương yêu con vợ con, rồi chăm lo gia đình, kính yêu bố mẹ. Đấy là cái lý tưởng, những cái điều mà tôn giáo người ta răn dạy là như vậy. Đấy. Vậy thì chúng ta phải nhìn vào là bây giờ tôn giáo là chúng ta nhìn vào lý tưởng của họ, do cái sai lầm của lý tưởng đấy mà chúng ta chê bai dè bỉu, hiểu không? Hay là chúng ta nhìn vào những việc làm của những tôn giáo ấy. Thứ nhất, họ chỉ hướng con người tới cái thiện mà tránh xa cái ác. Đó là một điểm. Một điểm nữa, chúng ta nhìn vào những việc làm của họ là bao gồm là họ chăm lo cho các cụ già neo đơn này, các cháu mồ côi này, rồi những người vô gia cư, những người ốm đau bệnh tật. Những việc làm của họ. Đúng không? Đó chứ làm sao chúng ta nhìn vào bây giờ nhìn vào lý tưởng để chê lý tưởng của họ, ồ thiên đường không có thật, toàn một đám điên, một toàn lũ mũ khô khùng tin vào cái lý tưởng xa vời. Đó. Lý tưởng làm sao, tôi nói các bạn là lý tưởng không có sai, hiểu không? Mà chúng ta phải nhìn vào việc làm. Còn lý tưởng của một đảng phái nào cũng vậy thôi, trên thế gian này từ ngày con người biết sinh ra cái gọi là chính quyền, chính phủ, rồi đảng phái này nọ khác kia thì mọi lý tưởng của họ đều là sai, là xa vời nhưng không sai lầm. Chúng ta nhìn vào lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta phải thấy là cái lý tưởng của họ không phải là đúng với tất cả 90 triệu dân. Bởi vì tôi nói bạn nghe, nếu đúng với 90 triệu dân thì ít nhất một nửa dân số Việt Nam theo rồi. Tôi nếu như tôi mà tin thì tôi cũng đã theo từ lâu rồi. Tôi nói bạn biết đấy. Nhưng bởi vì đối với tôi không theo. Đấy là chuyện của cá nhân tôi. Tôi không theo nhưng không không có nghĩa là tôi không tôn trọng họ. Bởi vì lý tưởng của ai ai muốn theo thì đó là chuyện của người đó. Tôi không theo. Tôi không tin. Tôi đoàn tiền đoàn viên tôi còn vào vì là chẳng qua là vì vào mới được phép thi tốt nghiệp. Đừng có nói tôi vào đảng đoàn, tôi chả quan tâm đảng đoàn nào cả. Đó. Tôi là con người theo chủ nghĩa thực dụng. Đấy. Tôi chỉ có như vậy cơm gạo áo gạo tiền. Đấy. Thế thôi, chứ còn cái chuyện lý tưởng của họ họ cứ theo. Nhưng cái lý tưởng của Đảng Cộng sản cho dù là thực dụng hay là xa vời thì chúng ta cũng phải hiểu rằng chúng ta phải nhìn vào những việc làm của họ. Họ làm được những gì? Họ làm được độc lập dân tộc, nhân quyền tự do. Đó. Như trong cái câu mà thời lập nước lấy ra là độc lập tự do hạnh phúc. Chúng ta chỉ còn thiếu hạnh phúc thôi. Đất nước mình còn nghèo. Nhưng mỗi lần về tôi thấy quê hương thay đổi da thịt từng ngày. Cuộc sống của con người cũng vậy. Cũng khá lên, tất nhiên giàu nghèo ở đâu cũng có,
xã hội nào cũng có. Cho dù Việt Nam có tiến thêm 500 năm, 1.000 năm nữa, 2.000 năm nữa, 10.000 năm nữa, xã hội có giàu đến đâu nữa thì vẫn có người nghèo. Chứ không bao giờ thoát khỏi cả. Đấy là thực tế. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải nhìn vào những việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là gì? Họ bảo vệ được độc lập dân tộc. Họ bảo vệ được chủ quyền đất nước. Họ giải phóng Việt Nam ra khỏi khỏi cái nô lệ thực dân phong kiến. Đó là những việc làm thực tế. Chứ làm sao chúng ta nhìn vào cái lý tưởng của họ, họ theo đuổi cái lý tưởng gì? Đấy là cái lẽ đương nhiên. Con người sống phải có lý tưởng. Một đảng phái cũng vậy. Một đảng phái mà không có lý tưởng là đảng phái vứt đi. Nhá, không làm được gì cả. Đấy. Thế còn các bạn nói về dân chủ. Nói thật sự các bạn này, Việt Nam có dân chủ hay không? So với dân chủ ở Mỹ, ở Đức, ở Pháp, ấy, nó như thế nào? Tôi nói các bạn nghe, dân chủ ở trên cái thế giới này, cho tới 1.000 năm nữa thì vẫn chỉ là một khái niệm chung chung mơ hồ và mị dân. Bởi vì nói thế này này, các nước như Mỹ, Đức, Pháp, Đức tôi nói nơi đang sống đây, người ta nói là dân chủ. Có dân chủ không? Làm gì có dân chủ? Tôi nói xin lỗi các bạn, chứ nếu khái niệm đúng ra dân chủ là dân làm chủ, dân quyết định, phải quyết định theo đa số và tôn trọng quyền thiểu số, thì ở nước Đức này hoàn toàn không có. Bạn sống ở Đức đây, bạn tiếp xúc người Đức, và bản thân tôi, con tôi đi học ở đây, đến bây giờ cháu đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Nhá. Tôi nói xin lỗi các bạn, các bạn tiếp xúc thử xem. Các trường học là như vậy, là vôi vữa dục, thậm chí phụ huynh tự đóng góp, tự bỏ ngày công ra để đi quét vôi lại. Hiểu không? Không có tiền. Thành phố không có tiền. Chỗ này xin vài trăm nghìn, chỗ kia xin vài chục nghìn để sửa trường. Không có, nhà nước không có. Rồi, bạn đi nhiều thành phố ở bên này, có những cây cầu trên đường cao tốc mà đang tốc độ từ 8-90 giảm hụt một phát xuống còn cho chạy chưa tới 30. Tại vì sao? Tại vì cầu nó xuống cấp, không thể chạy nhanh hơn được. Đấy. Có những cây cầu xây sửa chỉ hết 1-2 triệu euro. Không có, nhưng nó không có. Thành phố hay là tiểu bang xin liên bang thì bảo không có, không có tiền. Thế chỉ người ta bảo chỉ cần khoảng độ chục tỷ, hơn chục tỷ là có thể sửa sang lại toàn bộ các trường học trên nước Đức này. Đấy. Quét vôi rồi dán giấy rồi sửa lại toilet. Tôi nói thật sự các bạn vào các trang web của phụ huynh ở bên Đức này, các bạn nào muốn tôi sẽ cho. Đó. Tôi sẽ cho đầy đủ các trang web, các thông tin mà phụ huynh các thứ người ta kêu gào là trường học rồi hỏng hóc, rồi chưa kể đường phố đường bên này hỏng. Đâu có tiền đâu. Nhưng mà nói thế này này, khi tôi nói tới điều này có thể có bạn nào ô nó đường phố nó đẹp tuyệt vời, nó còn gấp vạn lần Việt Nam. Dạ đúng, dạ đúng. Đức là một nước văn minh giàu có. Hiển nhiên là thế này này. Các bạn ở Việt Nam, các bạn đang ở nhà tranh vách đất. Các bạn đi sang Đức, nhà người ta nhà bê tông cốt thép. Dĩ nhiên là cho dù cái bê tông cốt thép bên trong nó có mục nát, giữa cái vôi vữa nó có rụng ra á, thì nó nhìn nó vẫn hơn cái nhà tranh vách đất nhà bạn, đúng không? Nhưng bạn có biết không, bên trong là vôi vữa rụng là các thứ, bạn có nhìn thấy không? Tôi sống bên này bấy nhiêu năm tôi mới thấy cái nó như thế nào chứ. Tôi nhìn thấy rõ, đọc báo nghe đài. Thấy không? Còn mấy cái ông ở bên này vào đây cứ bảo cháy nổ là Đức thế nọ thế kia, và xin lỗi các ông có tiếp xúc với dân Đức bao giờ đâu. Sang bên này không chui vào quán thì mấy cái tiệm neo rúc đầu trong đấy, tiếng không đủ để mà đọc báo nghe đài. Anh có biết không? Anh biết phụ huynh kêu nào không? Tôi đi học phụ huynh mười mấy năm trời đi cùng. Thế thì bây giờ tôi chỉ nhắc tới vấn đề đó là bởi vì sao? Chỉ có hơn 10 tỷ để sửa sang các trường học. Thành phố này, thành phố kia 1 triệu, 100 nghìn, vài trăm nghìn để sửa đường. Không có. Thế nhưng mà chỉ quyết định cá nhân một ông bộ trưởng có thể mang hàng chục tỷ đi gây chiến tranh. Tôi nói ví dụ Afghanistan. 13 tỷ euro là số tiền nhỏ nhất bỏ ra chi phí cho cuộc chiến. Quái.
chỉ có một ông quyết định của ông một bộ trưởng bộ quốc phòng là xong. Cũng may cái thời Iraq là ông Joschka Fischer. Đó. Nếu như ông đấy mà không phản đối nhá, thì ở hội nghị an ninh ở München ông đấy đã quyết định là nước Đức sẽ là phải vứt thêm vài chục tỷ vào vào cái cuộc chiến ở Iraq thời đấy. Đấy không? Rồi rồi bao nhiêu thứ cứu ngân hàng hàng trăm tỷ. Qua đêm quyết định một vài ông chính trị gia ngồi với nhau họp với nhau là quyết định vài hàng trăm tỷ euro cứu nước này cứu nước kia. Rồi tôi nói xin lỗi các bạn chứ, các bạn ra đường hỏi người Đức đây xem bao nhiêu phần trăm người ta đồng ý. Đấy không? Người dân ở đây đa số đều phản đối. Đấy, đa số đều phản đối. Vậy thì những quyết định đấy là theo gì? Những quyết định của những cá nhân, những cái quyết định của các đảng phái của chính phủ Đức chỉ là cá nhân của một những bộ phận nắm quyền ở Đức. Trong khi bỏ ra 1 tỷ, 10 tỷ để sửa sang trường học, sửa sang đường xá cầu cống không có, vứt ra hàng mấy chục tỷ qua đêm. Qua chỉ quyết định chỉ mấy ông chỉ ngồi họp với nhau 5 10 phút hay mấy tiếng, qua đêm đến sáng hôm sau là có quyết định vứt ra 40 mấy tỷ để cứu ngân hàng hay là để cho chỗ này vay, cho nước này vay, cho nước vay. Trong khi đó ở trong nước thì không có, còn ở Đức là như vậy. Thế nhưng ở Mỹ thì sao? Bạn tưởng Mỹ có dân chủ à? À, cái dân chủ chỉ là khái niệm gọi là mơ hồ nhé. Còn là dân chủ ở Mỹ, nếu như mấy trăm tỷ đô la mà bỏ ra, bây giờ tôi nói những cái hãng mà hãng xe hay những cái hãng gì đó bị phá sản, bị tình trạng không có chi trả, phải sa thải công nhân, cái số tiền mà nước Mỹ bỏ ra mỗi một năm chi phí để mang bom đạn súng ống đi các nơi nhé, gọi là chống khủng bố rồi chống ngày xưa chống cộng sản này nọ các kia nhé, tôi nói xin lỗi các bạn, dư sức để mà nhà nước mua lại nhiều hãng, nhiều lớn, nhiều tập đoàn lớn đấy, mua lại để duy trì phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, thì tránh trường hợp phải đến mức như vậy 40-50 triệu người nhận food stamp vì không đủ sống đấy. Hàng bao nhiêu triệu người thất nghiệp, bao nhiêu người vô gia cư, tại sao nhà nước không làm vậy? Tôi nói mấy trăm tỷ mỗi năm dư sức để làm những công việc đó, xóa đói giảm nghèo, làm cho những cái người có công ăn việc làm, tạo cho công ăn việc làm đấy. Nhưng tại sao không vậy? Tại sao nước Mỹ không làm vậy? Đó có phải là quyết định của đa số đâu? Không, đấy không phải quyết định của đa số. Như vậy đấy có dân chủ không? Không, làm gì có dân chủ. Khái niệm đúng ra không có dân chủ, nhưng nói như vậy không có nghĩa là ở Việt Nam dân chủ hơn. Không, nếu xét về khái niệm dân chủ đó thì Việt Nam ta còn thua xa, Việt Nam ta chưa bằng được, đấy là cái chắc chắn. Còn nói chuyện Trung Quốc, Nga, cái thứ vứt qua bên đi, tôi không quan tâm. Campuchia, Lào, Triều Tiên gì, rồi Cuba, các thứ tôi không quan tâm. Những cái chuyện đấy chuyện khác, thấy không? Tôi không quan tâm. Tôi nói thực tế tới Việt Nam, thấy không? Và khái niệm dân chủ, còn dân chủ kể cả ở Mỹ, ở Nga, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan gì, kể cả các nước châu Phi, châu Mỹ Latin gì, nó chỉ là gọi là khái niệm Mỹ dân hết, hiểu? Nó chỉ là một khái niệm Mỹ dân và mơ hồ. Đấy. Chứ thực tế dân chủ chả anh nào có đâu, chưa ai có dân chủ cả, kể cả các nước Bắc Âu bây giờ. Cái lúc giàu, lúc làm ra lắm tiền thì tha hồ dân chủ, anh muốn làm gì làm, nhưng mà đến lúc nghèo khó thì khác biết là anh có dân chủ hay không. Đấy, các nước Bắc Âu như Phần Lan rồi đấy giờ là cũng khôn đốn về kinh tế. Bởi vì sao những nước đấy toàn những diện có 5 triệu dân, mấy triệu dân, đất rộng mênh mông bát ngát, rồi tài nguyên thì vô biên, làm ra đào tài nguyên để mà bán chứ cái gì chứ. Ngày xưa thì mấy ông ở Bắc Âu các ông giàu có lên cũng là nhờ một phần đấy. Còn còn cái nữa mà tôi muốn nhắc tới, từ xưa tới nay tôi nói với các bạn biết là tôi chưa bao giờ phản đối chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản là con đường làm
làm ăn, quản lý kinh tế và phát triển kinh tế. Đấy không? Cái nào nó cũng có ưu cái việc. Cái mà tôi chống là chủ nghĩa đế quốc chứ không phải chủ nghĩa tư bản. Mỹ là gì? Mỹ có phải chủ nghĩa tư bản không? Không. Mỹ là theo con đường phát triển kinh tế tư bản, nhưng chủ nghĩa của nó là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá quyền. Bạn tưởng 730 căn cứ quân sự của Mỹ trên thế giới này để làm gì? Bảo vệ hòa bình à? Đấy không? Afghanistan. Tôi nói xin lỗi bạn chứ. Nếu như Taliban xấu, tồi tệ, dã man, thế sao được nhiều người dân ủng hộ vậy? Các bạn thừa biết rằng Afghanistan bây giờ NATO rút quân ra là chính quyền đương quyền sụp đổ ngay lập tức. Taliban sẽ quay trở lại. Cái đấy là trên tất cả các thuốc sâu của Đức đây, của các chính trị gia quân sự, tôi nghe tôi đều nghe là như vậy. Kể cả những cái người như ông nhà báo quá cố Peter Schultz thua không? Hay là ông chính trị gia ông Helmut Schmidt mới qua đời, cựu thủ tướng Đức. Tất cả mọi người đều nói rằng NATO rút ra thì Taliban sẽ quay trở lại. Tôi nói không có chính quyền nào, không có quân đội nào trên nước này mạnh tới mức mà không cần dân vẫn sống được đâu, kể cả Việt Nam mình. Việt Nam mình ngày xưa cho nếu như mà không có dân ủng hộ, không bao giờ đánh được Pháp, được Mỹ đâu. Đấy là thực tế. Và Taliban bây giờ cũng vậy thôi. Không có dân ủng hộ làm sao đánh được NATO, đánh được chính quyền kia. Đấy. Thế thì bây giờ tôi quay trở lại vấn đề là các bạn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam không cho dân chủ. Tôi nói thật sự các bạn là các bạn muốn cũng hiểu là có hay không, các bạn phải phải xem là khái niệm dân chủ là gì. Đấy, khái niệm dân chủ là gì và như thế nào thì được coi là dân chủ. Còn nếu mà khái niệm theo đúng cái từ dân chủ như tiếng Đức gọi là democracy ấy, thì nói xin lỗi các bạn là xuất phát từ tiếng Hy Lạp. Demo là nhân dân, democracy là quyền lực của nhân dân. Tôi nói xin lỗi là phải theo quyết định của đa số và tôn trọng quyền của thiểu số. Thì tôi nói thật sự các bạn là chả nước nào có dân chủ cả, chứ đừng nói Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế còn một vài người mà nói là bỏ đảng mới ra đảng này, nói thật sự các bạn nó nhảm lắm. Thời tôi ở nhà các ông xé đảng viên, xé thẻ đảng viên rồi vứt bỏ đảng viên thẻ đảng, rồi cãi nhau chửi nhau trong những cái họp chi bộ như là mổ bò mổ trâu, rồi mấy ông đảng bà đảng viên như là mấy con mẹ hàng tôm hàng tép ấy, đi chuyện bình thường chả có gì cả. Thật sự bạn thế. Còn bây giờ nếu như các bạn bảo là tôi bỏ bỏ đảng như cái ông cụ gì mới đây bỏ bảo bỏ đảng vì lý tưởng sai lầm, thật sự ông chưa học tới nơi tới chốn, hiểu không? Tôi biết có thể ông là giáo sư, nhưng các bạn phải nên nhớ rằng kiến thức chuyên môn khác với kiến thức sống, khác với những cái những tất cả những cái khác. Một ông chẳng hạn như chuyện các bạn còn nhớ ông gì ở nhà bác học gì người Anh ông nhỉ? Đấy không? Làm con mèo với cả con chó nó cứ cắn nhau, thì ông làm một lỗ vừa chui cho con mèo, một lỗ chui cho con chó, thì người ta bảo sao ông không làm cái lỗ vừa con chó thì con mèo nó cũng chui qua được để khỏi chúng nó cắn nhau. Đấy ví dụ thế, ví dụ có thể là chuyện hài nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa thực tế là anh là một nhà bác học, là một nhà giáo sư chuyên ngành, nhưng không có nghĩa là cái gì anh cũng giỏi, hiểu không? Cho nên đừng nói với tôi rằng ông nào chồng ông Ngô Bảo Châu mà nói với chính trị là ông đã là giáo sư thì phải nói hay. Không, tôi không đồng ý. Hiểu không? Tôi nói về toán học tôi không bằng ông. Nhưng trong việc đối nhân xử thế, trong những cái nhìn nhận vấn đề ở ngoài cuộc sống, tôi xin lỗi các ông chưa đáng học trò của tôi. Phải nói như thế. Cho nên nói chuyện bảo lý tưởng sai thì nói thật sự các ông chưa học tới nơi chưa chốn, và vào đảng thì cũng chỉ gọi là chắc là ông cũng chỉ mượn mượn cái vào đảng để mà lấy chức quyền gì đó, hiểu không? Sau khi thấy không nhai được thì các ông thôi thì không ăn được đạp đổ,
Hiểu không? Vào đảng các ông cứ nghĩ là các ông vào đảng là các ông phải phải có tất cả, hiểu không? Nhưng mà chắc là không được thế thì nên thất vọng. Đấy là thế thôi. Tôi hôm nay ngày 3 tháng 2 nhân ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin chúc các bạn đảng viên đang là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là thêm vững tin để đi theo con đường của mình đã chọn. Và cũng xin nhắn nhủ với các bạn luôn rằng các bạn vào đảng viên để có thể là các bạn sẽ là tầng lớp lãnh đạo của Việt Nam. Thế nhưng mà tôi cũng xin nhắc rằng chúng tôi là dân, tôi là dân, chúng tôi là dân. Mà như cụ Hồ nói ấy, hiểu không? Các bạn là người người trên thuyền, nước dân tôi là nước, hiểu không? Mà nếu các bạn làm không tới nơi tới chốn là chúng tôi lật thuyền này. Đấy, cho nên các bạn theo đuổi lý tưởng đấy là chuyện của các bạn, tôi không theo nhưng tôi rất tôn trọng các bạn và tôi mong rằng các bạn hãy nhìn vào gương của các cụ đi trước để mà phục vụ cho đất nước làm sao giàu có hơn, và tôi hoàn toàn tôn trọng lý tưởng của các bạn. Chúc các bạn thành công.